Vũ xin chào tất cả mọi người. Bữa nay buổi trưa Vũ tranh thủ Vũ đi kiếm một ít vài tỏi chích về đất con. Thường thì Vũ đi kiếm buổi trưa anh em. Thì mấy bữa trước thì Vũ có hứa với anh em đi kiếm quay cho anh em xem á, mà bữa giờ không có rảnh đi. Bữa nay Vũ tranh thủ Vũ đi nha. Vũ đi kiếm về đất thì thường thường Vũ đi buổi trưa anh em, buổi trưa nắng á, 11 12 giờ thì con đất trống nó hay hót á, hót vang xa á, thì mình đi theo cái hướng chích về đất con á, con chích về đất trống á, rồi mình tới nơi rồi mình quan sát con máy. Hiện tại Vũ đang ở trong một cái lô cao su nhỏ trồng mới năm nay thôi, có đất cài nữa, thì nó là cái điển hình thích của cái con chích về đất đó mọi người. Vũ đi tới đây thì Vũ bắt đầu Vũ nghe nè, nãy giờ Vũ đi kiếm cũng nửa tiếng rồi thì bắt đầu gặp cái cặp đầu tiên. Đó, anh em nghe cái con máy nó kêu quiu quiu không? Chạc quiu á. Thì nó kêu như vậy thường thường là có thể là Vũ đang đứng gần tổ của nó và nó ấp hoặc là nó có con rồi nha mọi người. Vũ nghĩ nó có con luôn rồi. Trống đây nè, để Vũ quay camera lại cho anh em xem nha. Con máy nó chạc quiu nhiều lắm, liên tục luôn. Còn con trống này nó hót cái giọng gì kỳ ta. Đây con trống nó đứng nè, không biết em thấy không, đứng ngược sáng với Vũ. Đây, Vũ quay cho con trống cho anh em xem thôi nha, chứ thiệt ra khi mình đi kiếm thì mình không cần quan tâm con trống đâu, quan tâm con máy thôi. Con trống để mình xác định vị trí rồi mình đi lại cái khu vực nó, rồi mình tìm cái khu vực con máy thôi mọi người, chứ tìm tổ thì mình chỉ quan tâm con trống thôi, quan tâm con máy thôi. Lộn, xin lỗi mọi người nha, Vũ mệt quá Vũ nói lộn. Vũ bắt gặp cái trái này nè anh em, cái này xưa nhiều lắm mà cái này hình như đâu không có con gì ăn được thì phải à. Nè, sao cam đỏ tùm lum hết vậy? Ủa cái này cái gì ta? Trời nè, trái này nè, trời đẹp lắm à. Cây này không biết chim có ăn được không? Cái gì ta? Thôi để Vũ quay cho anh xem con máy, cái Vũ ngồi kiếm chỗ nào Vũ ngồi nha. Con máy nó kêu nhiều lắm. Rồi, đây nè, quiêu 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 đó. Đó, để Vũ cố gắng Vũ đi gần lại để cho anh em nghe cái tiếng đó nha. Chạc quiêu, làm liên tục như vậy là khả năng có con khá là cao rồi nè. Chạc quiêu á. Thôi bây giờ Vũ kiếm cái bóng mát là Vũ ngồi nha anh em ơi. Vũ ngồi Vũ quan sát con máy nha. Tại vì cũng không biết là bao giờ con máy nó mới vô tổ nên nè. Quay phim cũng biết chừng nào nó mới xuống. Rồi ok, khi nào Vũ tìm được cái ổ á thì Vũ sẽ quay cho anh em xem nha. Hình như Vũ tìm thấy ổ rồi mọi người ơi. Nó cặp này nó có con rồi mọi người. Vũ thấy nó tha mồi rồi, mới xuống đây 2-3 lần nè, nhưng mà nó đút con á, nó xuống nó tí xíu rồi nó lên nè, nó không có ở lại tổ nên mới tìm cũng khó tí xíu. Rồi ta, Vũ thấy nó rớt xuống cục nào. Rồi, ủa nó mất tiêu à. Đây anh em, trời, nó làm kỹ quá không thấy đâu nè.
Mấy con cũng bự rồi. Tối hùi sao anh em lấy ta. Lấy ta. Đây để xác nha. Anh em thấy không? Khó thấy quá. Anh em thấy cái tổ nó anh em, đó. Đó tổ nó đây anh em. Nó làm trong cái hốc này khó quay quá. Ủa sao có hai con rồi ta? Hai con à? Rồi cỡ này vụ bắt luôn anh em ơi. Bắt về nuôi luôn. Thì trống thì vụ xe giữ lại vụ nuôi luôn. Còn mái thì tới mùa mình thả thôi. Con nào mình muốn giữ lại mình ghép sinh sản hay mình kích thì mình để, còn không mình thả thôi. Bữa trước Vũ có thả hai con chì đất bị lỗi mà quên quay clip cho anh em xem ha. Tại vì bữa đó gấp quá Vũ đi luôn. Tôi thả ở cái đồng kia rồi, chút nữa Vũ lên Vũ quay cho anh em xem. Rồi để Vũ bắt ra nha, Vũ lôi ra cho anh em xem cái. Anh em ơi, vừa mới lấy ra nè, được hai con, được một trống và có thể là một trống một mái mọi người. Con này là dù chắc chắn trống nè, còn con này dù nhìn không rõ lắm, không biết là trống hay mái nữa. Tại vì vừa thấy cái đầu cánh nó cũng hơi trắng trắng nè, nhưng mà không biết, nó không rõ ràng. Con này cũng không biết là trống hay mái, con này chắc chắn là trống nè. Rồi đây là chắc là tổ đầu mùa của cái cặp này. Một năm thì nếu mà một năm thì nó đẻ liên tục, thì một năm mà mình bắt liên tục á thì nó có thể đẻ nhiều á. Như ủa, con này cái miệng nó như năm rồi vụ bắt có cặp á thì nó đẻ tới 4 lứa luôn mọi người, đẻ như lứa chim nhà mình vậy. Bắt xong đẻ, bắt xong đẻ, chỉ cần một tháng là bắt đầu lên bắt cặp khác được à. Thì anh em bắt tầm tới tháng 4 ha, tới tháng 5 á. Để lứa cuối thì mình nên thả thôi anh em ha, nên không bắt nữa. Nói chung là mấy lứa đầu mình bắt về chơi chim khỏe, mình bắt dễ bắt hơn, dễ nuôi hơn. Còn lứa cuối thì cứ để cho nó đi truyền cũng được. Rồi ok anh em ơi, Vũ bỏ vô cái lon đựng ha, rồi Vũ đi cặp khác. Anh em ơi, Vũ mới đi tới cái đồng này. Đồng này thì Vũ chưa có gặp cái con chích chì đất, nhưng mà Vũ phát hiện ra cái con chim gì đẹp lắm. Nè anh em. Nó bay cái đuôi nó đập 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 như con đất luôn á. Nãy nhìn sơ Vũ tưởng con đất, nhưng mà rồi giờ mai xa quá rồi. Nó cái đầu đen, cánh đen, nó cũng trắng trắng, nhưng mà cái ngực nó lại cam. Vũ không biết con chim gì, nhưng mà nhìn đẹp lắm anh em. Vẫn phải xa quá, sao quay em thấy được. Đây. Em thấy không? Để dùm sơ sát lại xíu ha. Trời, mai tốt kia luôn à. Trời ơi. Nãy đứng gần thì Vũ không kịp lấy máy, Vũ quay. Máy đẹp cực kỳ luôn, không biết chim gì á. Nó bay với nó đập cánh á. Khi nó đậu xuống nó đập á, y chang như con đất kìa. Vũ nhìn sơ nãy Vũ tưởng là con đất đó chứ. Vũ phát hiện ra một tổ nữa mọi người. Mà tổ này hình như nó mới khai rác. Thời điểm này bây giờ sao mới khai rác không biết nữa. Ta đẻ đi chiền hết rồi, giờ ổng khai rác. Đây nè.
làm sát ở trong luôn. Quay cho anh em xem nè. Đó. Đó anh em thấy không? Cái tổ đó nè. Nó mới thà rác. Mà giờ Vũ thấy như vậy rồi Vũ còn quay nữa. Xác suất là chắc nó bỏ bỏ tổ khá là cao á. Nó bay tốt bên kia. Tổ này Vũ nghĩ chắc là nó cũng không có, không có hy vọng gì mấy mọi người. Thời điểm này mà nó tha rác nữa. Rồi ok anh em đi 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 cái đồng khác đi. Đồng này vô thấy ít quá. Vũ mới đi tới chỗ này thấy một cặp anh em, con giống như mái quýt wheel cũng nhiều. Này con mái cực dạng luôn, đứng gần Vũ luôn nè anh em. Chóng thì đứng dưới bên kia đó. Cây đó nhưng mà nó hơi xa chắc anh em không thấy. Con mái đứng gần đó. Không biết Vũ ngồi có gần tổ nó quá không mà nó cứ sàn sàn, nãy giờ nó sàn sàn mấy cây gần đây nè đó. Nó cứ sàn qua sàn lại chỗ này. Mái vàng cực kỳ luôn mà. Nó bây giờ mình cứ ngồi mình theo dõi con mái thôi. Ngồi coi thử nó xuống chỗ nào, dù nó xuống chỗ nào mà trong vòng 5 phút rồi các bạn lại xác suất có tổ của nó cao lắm mà ha. Còn bình thường nó xuống rồi nó bắt mồi, nó lên thì nó chỉ là đi ăn thôi ha. Đó, bây giờ mình ngồi mình quan sát con mái. Đó, con trống bay lại nè. Anh em thấy con trống không? Con trống nghe tai vô chỉ luôn nè. Rồi bay đi à. Nó bay lại gần con trống bên kia. Cái này là nó có nó nắp rồi nhưng mà nó ấp hoặc là nó đã bắt đầu nó nở con rồi. Nhưng mà con nó chưa lớn. Con nó lớn nó sẽ chẹt woodview nhiều lắm. Còn cái này nó chỉ woodview ít à. Này Vũ nghi nó chắc nó ấp thôi. Tại vì con trống đang đậu đó mà con mái bay thẳng lại luôn mà nó đậu ngang con trống luôn, con trống phải bay đi luôn, có nghĩa là nó đã hết sợ con trống rồi. Thì cái này là cái kinh nghiệm mình nuôi chim sinh sản á, mình thấy như vậy mà. Còn mà anh em đi kiếm mà thấy tự nhiên con trống nó cứ bay nó rượt con mái riết à, là giai đoạn nó bắt cặp thôi nha mọi người. Giai đoạn nó mới chỉ đập mái thôi. Con trống nó rượt con mái để đập mái thôi. Giai đoạn nó chỉ ghép cặp hoặc là ha rác thôi. Thì còn lâu lắm, còn khoảng 2-3 tuần nữa thì anh em quay lại mới được. Này con mái nó bay lại nữa nè. Con mái này sao nó dạng, nó cứ bay thẳng là Vũ không nè. Hôm nay chắc là tới đây thôi mọi người. Vũ tự nhiên sổ mũi thấy mệt nữa. Nên là Vũ hết nước nãy giờ nữa, đang ngồi cố gồng cặp này mà sao nó cứ không có vô tổ mà nó cứ bay vòng riết à. Vũ chắc là để bữa khác quá. Thôi video của Vũ đến đây thì Vũ xin dừng luôn mọi người nha. Anh em nào yêu mến kênh của Vũ thì cho Vũ xin một like nha mọi người. Vũ xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của Vũ. Vũ chúc tất cả mọi người được thật nhiều sức khỏe nha mọi người. Vũ xin chào tất cả mọi người ạ. Để những clip sau nếu mà Vũ đi tìm được có nhiều chim con thì Vũ sẽ quay cho anh em xem nha. Vũ xin chào mọi người.